với nhiều dự án phát huy giá trị tài nguyên bản địa, sử dụng sản phẩm chính hiệu của địa phương, khai thác cái loại hình du lịch nông nghiệp. Tuy nhiên, phải nhìn nhận một cách thực tế này, Đồng Tháp vẫn là còn thiếu nhiều cái dự án khởi nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, một thế mạnh của địa phương. Chính điều này đã thôi thúc chúng tôi phối hợp với Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức cái diễn đàn. Mong muốn của chúng tôi giúp doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển các ý tưởng mới, độc đáo, phù hợp với nhu cầu của cộng đồng trên cơ sở phát huy giá trị tài nguyên bản địa, có cái hàm lượng công nghệ nhất định và phát triển bền vững. Chúng tôi hy vọng sau khi trực tiếp tham gia các cái mô hình ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, đặc biệt phần chia sẻ của các chuyên gia đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, những câu chuyện thực tế từ đất nước có nền nông nghiệp hiện đại, các ứng dụng khởi nghiệp công nghệ nông nghiệp sẽ giúp các bạn có thêm những ý tưởng mới, giải pháp mới, hoàn thiện dự án khởi nghiệp của mình. Dân gian có câu, thà cho bàn chứ không dẫn đàn đi buông. Nhưng hôm nay, các bạn đã được chuyên gia đến từ Australia chia sẻ kinh nghiệm, định hướng hoạt động. Tôi đề nghị tất cả chúng ta cần tận dụng cơ hội này để tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, phát triển sự nghiệp, sản xuất kinh doanh của mình. Điều tôi muốn chia sẻ với các bạn, thực tế doanh nghiệp là cực kỳ khó khăn, gấp cả trăm lần so với lý thuyết là về khởi nghiệp mà các bạn đã biết. Vì vậy, chỉ có đam mê và lòng quyết tâm mới có thể giúp các bạn vượt qua và đi đến thành công. Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó, đó là lỗi, không phải là lỗi của bạn. Nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó, thì đó là lỗi của bạn. Tôi nhắc lại câu nói nổi tiếng này để các bạn có thêm động lực cho bản thân và định hướng cho mục tiêu khởi nghiệp của mình. Lãnh đạo tỉnh sẽ luôn đồng hành cùng các bạn. Một lần nữa, xin cảm ơn Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp và Công nghệ Việt Nam cùng các chuyên gia hỗ trợ nhiệt thành giúp địa phương phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp. Xin chúc quý vị nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chào.